2. Biết kêu này, dù Southampton vừa thắng vòng rồi, nhưng họ là đội đang chật vật mùa này. Huấn luyện viên của họ cũng đứng trước sức ép bị sa thải. Liệu đây là lúc tốt hay tệ để đối đầu với họ vậy? Tôi không có ý kiến gì về chuyện này. Tôi không biết. Tôi không ở trong phòng thay đồ hay đi dép trong buồng của họ. Còn thì chúng tôi đã có những trải nghiệm thực sự khó khăn trước Southampton, và tôi trông đợi một trận khó khăn nữa. Để nói thì bầu không khí tại sân Emirates đang rất tuyệt vời mùa này. Tôi cảm thấy đã lâu lắm rồi Arsenal mới được như lúc này, khi người hâm mộ thực sự ủng hộ phía sau dưới sự dẫn dắt của ông cùng phong cách của đội. Chuyện này có ý nghĩa ra sao? Và liệu nó có mang thêm áp lực cho ông? Tôi nghĩ nó mang lại sự hứng thú và thêm khao khát cho chúng tôi để tiếp tục hành trình cùng nhau, cũng như trở nên hay hơn nữa. Tôi nghĩ khi thấy ai nấy đều vui vẻ, ai nấy cũng đều kết nối với điều chúng tôi đang thực hiện, rồi thì câu lạc bộ cũng kết nối từ trên xuống dưới, thì đó chính xác là điều chúng tôi muốn. Giờ thì chúng tôi sẽ mang đến cho họ thêm những lý do chính đáng hơn nữa để cổ vũ, cũng như luôn thấy hào hứng như lúc này. Nói về khối lượng công việc của các cầu thủ, mùa giải năm nay đang diễn ra với tốc độ cực nhanh khi có kỳ World Cup mùa đông đầu tiên. Ông nói gì về chiều sâu của đội hình cũng như khả năng duy trì sức cạnh tranh trước những đội bóng dày dặn kinh nghiệm hơn? Nó phụ thuộc vào nhiều vấn đề, từ cách mà các cầu thủ trình diễn, những chấn thương gặp phải, rồi chờ xem chuyện gì xảy ra ở World Cup nữa. Có nhiều câu hỏi mà chúng tôi không có câu trả lời. Chúng tôi đang lên kế hoạch để chuẩn bị cho nguồn lực phù hợp để tiếp tục những gì như hiện tại. Nhưng để nói, World Cup lần này là chưa từng xảy ra. Chúng ta tất cả đều phải chờ xem nó diễn ra ra sao và cố gắng hết sức để có được cái kết như mong muốn. Hiện ông đang có những hậu vệ trái đầy chất lượng như Zinchenko, Tomiyasu và Tierney. Ông làm cách nào để chọn ai sẽ xuất phát? Vì để nói, họ đều đã được đá mùa này, cũng như cách nào để họ luôn vui vẻ. Điều chúng tôi muốn, đó là giữ họ cạnh tranh như vậy. Còn giữ họ ai cũng vui vẻ, là điều tôi nghĩ bất khả thi. Bởi vì khi một người ra sân, thì hẳn người khác không được vui như người đang chơi. Còn thì tôi nghĩ ba cái tên của chúng tôi khi ra sân đều đã thực sự hay mùa này, và đó là điều chúng tôi cần. Cũng như trong những trận khác nhau, chúng tôi sẽ cần những điều khác biệt từ vị trí đó. Chúng tôi thích nghi theo từng trận. Câu hỏi cuối cho tôi, ông nói gì về chuyện một cầu thủ dự bị không được sử dụng, có nên ngồi lại băng ghế đến hết trận? Đó là chuyện bắt buộc nhỉ? Trường hợp của Ronaldo khi không ngồi lại băng ghế tới cuối trận. Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào từng câu lạc bộ. Tôi không biết nữa. Tôi chỉ chăm lo câu lạc bộ của mình, nơi có nhiều thứ để lo lắng đây. Không biết tình hình của Saka thì ra sao thưa ông? Tôi nghĩ cậu ấy ổn. Saka đã hơi khó khăn chút vào cuối trận, nhưng hy vọng sẽ ổn cho hôm Chủ nhật. Vậy Martinelli cũng ổn chứ thưa ông? Dù giữa tuần anh ấy cũng đã đá. Vâng, cậu ấy đã ra sân hôm rồi. Tuần qua cũng là tuần vất vả cho Martinelli. Cậu ấy đã không thấy sung sức lắm, nhưng một ngày trước trận thì đã cảm thấy tốt hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định cho cậu ấy ra sân một chút. Thế Zinchenko đã sắp trở lại chưa thưa ông? Tôi nghĩ cũng sắp rồi. Zinchenko đang cảm thấy tốt hơn từng ngày, đang phục hồi thực sự tốt. Cậu ấy đã phải nghỉ vì chấn thương mắc phải từ đầu mùa, điều rất đáng tiếc. Nhưng tôi hiểu Alex, cậu ấy sẽ trở lại sớm thôi. Vậy không phải tuần này sao? Tôi không thể nói được. Vẫn phải xem xét sao? Cậu ấy luôn chọc tính toán của tôi. Giờ nói về Granit Xhaka đi thưa ông. Với sự trở lại mạnh mẽ của anh ấy sau ba mùa bóng, từng bị khán giả la ó, không biết ông đã đóng góp gì trong việc giúp Xhaka có phong độ và vị trí khác biệt ở Arsenal từ lúc đó? Tôi nghĩ ai nấy ở câu lạc bộ cũng đều dành sự động viên, cổ vũ cho Xhaka, cố gắng để giúp cậu ấy, gắng để hướng dẫn Xhaka, động viên cậu ấy, cũng như đôi lúc là làm cậu ấy bình tĩnh lại. Xhaka là một cầu thủ có tính cách lớn, rất nhiệt huyết về mọi thứ cậu ấy làm, nhưng cùng lúc thì cậu ấy cũng thực sự chân thành và khiêm tốn. Tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng với điều đang có được. Khi ông đến thì anh ấy gần như đã ra đi phải không? Tôi nghĩ đúng là cậu ấy sắp đi khi đó, hay chí ít là chúng tôi đồng điệu suy nghĩ về chuyện có thể xảy ra. Chúng tôi chỉ cố để thuyết phục Xhaka cho chính mình và câu lạc bộ một cơ hội khác thôi. Ông đã nói những gì thế? Tôi nghĩ chính Xhaka đã kể rồi, tôi thì không thích chia sẻ cho chuyện cá nhân lắm. Tôi nghĩ cậu ấy đã nói rõ ràng trước truyền thông chuyện gì đã xảy ra, tôi không nói lại nữa. Nói về lịch thi đấu lúc này, thì hôm qua tôi được biết ông trả lời phỏng vấn rằng ông sẽ tiếp tục dùng đội hình mạnh chứ không xoay tua nhiều. Liệu đó là chuyện khả thi khi mà số lượng trận đấu trước mắt là rất nhiều? Chúng tôi sẽ xoay tua đội hình chứ, nhưng không thể thay đổi 11 cầu thủ xuất phát mỗi 3 ngày được. Đó là điều điên rồ, và chúng tôi không có đủ quân số để thay 11 người mỗi trận. Chúng tôi chỉ có khoảng 15-16 cầu thủ ngoài thủ môn trong vòng 4-5 tuần qua, cho nên các cầu thủ phải ra sân như vậy. Nếu chúng tôi muốn khai phá sức mạnh cho các cầu thủ, thì họ cần phải làm việc như thế này từ sớm trong sự nghiệp.
Tôi muốn hỏi ông về Chira. Ông nói gì khi ông ấy bị sa thải? Tôi buồn thay cho ông ấy. Chira là một cầu thủ tôi rất yêu quý, một cầu thủ mà cá nhân mình tôi thực sự trân trọng. Còn là một huấn luyện viên thì ông ấy đã rất hay ở Rangers. Chira cũng đã khởi đầu tốt ở Villa, nhưng công việc là vậy, không may. Vì thế để nói, ông ấy có được sự ủng hộ từ tôi, bởi vì tôi chắc là ông ấy đang trong giai đoạn rất khó khăn. Ông có cho rằng Chira sẽ trở lại ở một câu lạc bộ ngoại hạng khác? Tôi chắc là ông ấy sẽ như vậy. Câu hỏi cuối cho tôi. Để nói thì vòng đấu này mùa trước, ông đã để thua. Một trận đấu tai hại dẫn đến mức vé dự Champions League. Ông có cho rằng kết quả trận đó thực sự là một điều quan trọng như vậy? Rõ thì chúng tôi đã có những trải nghiệm đầy đau đớn với cách mà trận đấu đó đã diễn ra và hậu quả sau đó. Còn thì chúng tôi hiểu sự nguy hiểm của Sutton từ đâu ra. Chào Mikel, trước mắt là kỳ World Cup, không biết Arsenal đã có kế hoạch gì cho những cầu thủ còn ở lại? Arsenal có lịch đi đâu như Newcastle không? Khi họ sẽ sang Ả Rập Saudi? Chúng tôi đang lên kế hoạch. Chúng tôi có vài ý tưởng đang được thảo luận để chốt lại. Nó sẽ phụ thuộc vào việc bao nhiêu cầu thủ lên tuyển. Nhưng vâng, chúng tôi có kế hoạch. Liệu ông sẽ đến đâu đó gần Qatar chứ? Để các cầu thủ bị loại có thể trở về ngay với đội. Cũng là một điều khả thi đấy. Nói về Southampton, họ là một đội đầy khó chịu cho pháo thủ nhiều năm qua. Họ cũng đầy chiêu trò khi đối đầu. Không thể biết trước họ sẽ ra sao. Mùa này dù đã có những trận thắng, nhưng họ cũng đã để thua rất nhiều. Không biết có điều gì làm khó khăn hơn cho ông không? Rất khó. Trước tiên là vì chúng tôi chỉ có một ngày được chuẩn bị. Chúng tôi đã xem một số trận đấu, nhưng chưa hoàn thiện được sự chuẩn bị cho Southampton. Bởi vì chúng tôi có rất ít buổi tập, trong khi đối thủ có thể chơi đa dạng nhiều cách. Chúng tôi hiểu điều mình có thể trông đợi từ đối thủ, nhưng chúng tôi đang chưa chắc về cách mà họ sẽ bắt đầu trận đấu. Để nói thêm 1/4 mùa giải đã trôi qua rồi, ông đánh giá mùa giải cho tới lúc này ra sao? Đến lúc này, mọi việc rất tích cực. Tỷ lệ chiến thắng đang cực kỳ cao, rồi cách mà chúng tôi đang trình diễn cũng thực sự tốt. Chúng tôi đang có được vị trí mà mình mong muốn. Hiện giờ Arsenal đã đứng đầu nước, vị trí số 1. Liệu nó có cho thấy Arsenal đang là đội mạnh nhất ở nước Anh lúc này? Nó cho thấy vậy khi chúng tôi còn vị trí đó, nhưng mùa giải còn rất dài. Chúng tôi phải cho thấy mình xứng đáng ở đó khi bước đến tháng 5. Chào Mikael, vậy là hôm qua trang chủ vừa cho biết Odegaard đã nhận một danh hiệu đặc biệt ở Na Uy. Không biết ông có cảm nghĩ gì về chuyện này vậy? Vâng, tôi rất vui. Cậu ấy được giải đó khi chúng tôi đến Na Uy đối đầu với Bodo. Odegaard đã rất ngạc nhiên về nó. Cậu ấy nên xem đây là một lời khen ngợi đầy lớn lao, một giải thưởng lớn. Tôi nghĩ cậu ấy đã thực sự vui. Chúng tôi cũng rất tự hào nữa. Liệu chuyện này cho thấy Odegaard hay hơn Erling Haaland? Ông sẽ chọn ai hay hơn giữa hai cái tên này? Tôi thực sự vui khi có Odegaard. Giờ hãy nói về Maitland Niles, người đang được cho mượn ở Southampton, nên sẽ không được đá chậm tới. Ông nói gì về Maitland Niles giai đoạn vừa qua? Anh ấy cũng không được đá nhiều ở Southampton. Rõ thì lúc này cậu ấy không được ra sân đối đầu với chúng tôi và hiện tại cũng không được chơi nhiều ở Southampton, nhưng để hy vọng là cậu ấy sẽ được sử dụng nhiều hơn và có thể lấy lại được đà phong độ nữa, bởi vì chúng tôi cần cậu ấy được ra sân. Liệu anh ấy sẽ còn tương lai ở Arsenal chứ? Hay chấm dứt rồi vậy? Để nói thì hiện tại sẽ chính là tương lai của Maitland Niles. Điều quan trọng nhất cho cậu ấy là đến Southampton, giành vị trí và bắt đầu thi đấu ở đẳng cấp mình có thể. Thế liệu anh ấy sẽ cần làm gì nữa để trở lại đẳng cấp trước đây trong màu áo của tuyển Anh? Đó là điều phụ thuộc vào huấn luyện viên hiện tại ở đó để đưa ra câu trả lời. Vì cậu ấy không ở với chúng tôi, cậu ấy sẽ cần phải tập trung vào hiện tại, điều quan trọng nhất cho tương lai của mình.